Lá mơ lông là một loại rau quen thuộc và thường xuất hiện trong các bữa ăn của người Việt Nam. Ngoài tên gọi lá mơ lông, loại lá này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như mơ tròn, ngư bì đống, mơ tam thể và nhiều tên gọi khác. Lá mơ lông không chỉ là một loại rau ăn mà còn được đánh giá cao vì những lợi ích sức khỏe đáng kể, đặc biệt là đối với hệ tiêu hóa và dạ dày. Nếu bạn chưa biết về những tác dụng tuyệt vời của lá mơ lông, hãy cùng tìm hiểu qua những thông tin chi tiết dưới đây. Theo y học cổ truyền, lá mơ lông có vị hơi đắng và chát, tính mát và có mùi hơi khó ngửi. Dù vậy, lá mơ lông lại thường được sử dụng để sát khuẩn và giải độc cơ thể. Do đó, trong những trường hợp bị khó tiêu, đầy hơi, việc sử dụng lá mơ lông có thể giúp cải thiện các triệu chứng này một cách hiệu quả. Những lợi ích của lá mơ lông không chỉ dừng lại ở y học cổ truyền, mà còn được nghiên cứu và ghi nhận trong y học hiện đại. Các nghiên cứu y học hiện đại đã phát hiện ra rằng, lá mơ lông chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe. Các hoạt chất này bao gồm tinh dầu, vitamin C, protein và carotin. Những chất này giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Sulfur dimethyl disulfide, đây là một hoạt chất có tác dụng tương tự như một loại kháng sinh, giúp tiêu diệt vi khuẩn và kháng viêm trong đường tiêu hóa. Hoạt chất này cũng có tác dụng trong việc điều trị hội chứng ruột kích thích. Nhiều hoạt chất kháng viêm, lá mơ lông chứa nhiều hoạt chất kháng viêm giúp trung hòa dịch vị dạ dày và thúc đẩy quá trình lành các tổn thương ở niêm mạc dạ dày. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có vấn đề về dạ dày, như viêm loét dạ dày. Tính mát, nhờ tính mát, lá mơ lông có công dụng cân bằng hệ tiêu hóa, điều hòa khí huyết. Nó giúp phòng ngừa nguy cơ chướng bụng, đầy hơi, chán ăn và khó tiêu, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Alkaloid, đây là một dạng hoạt chất có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa. Nhờ đó, lá mơ lông giúp hạn chế sự phát triển của các gốc tự do gây hại cho cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật do gốc tự do gây ra. Tóm lại, lá mơ lông không chỉ là một loại rau ăn thông thường, mà còn là một vị thuốc quý trong cả y học cổ truyền và hiện đại. Với những lợi ích đa dạng từ việc cung cấp năng lượng, tăng cường sức đề kháng, đến kháng viêm và bảo vệ dạ dày, lá mơ lông xứng đáng có mặt trong mỗi bữa ăn của gia đình Việt. Nếu bạn chưa từng thử sử dụng lá mơ lông, hãy cân nhắc thêm nó vào chế độ ăn uống hàng ngày để tận dụng những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Một số cách chế biến lá mơ lông chữa đau dạ dày. 1. Ăn lá mơ lông trực tiếp. Bạn có thể nhai trực tiếp lá mơ lông tươi. Đây là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất và có thể dễ dàng áp dụng mỗi ngày. Cách làm như sau. Đem rửa sạch một nắm lá mơ lông, sau đó đem ngâm lá với nước muối pha loãng để sạch khuẩn. Để lá mơ lông ráo nước trước khi ăn. Bạn có thể chấm lá mơ lông với muối trắng và ăn sống. Từ từ nuốt hỗn hợp này xuống họng để các tinh chất có trong lá có thời gian ngấm vào dạ dày, phát huy hiệu quả điều trị. 2. Uống nước ép lá mơ lông. Ngoài cách ăn trực tiếp lá mơ lông tươi, bạn có thể ép lá lấy nước uống bằng cách chuẩn bị 40g lá mơ lông, đem đi rửa sạch và ngâm cùng nước muối pha loãng. Để ráo nước, sau đó bạn đem lá đi xay nhuyễn hoặc cho vào máy ép để chắt lấy nước. Để tiện xay lá bạn có thể cho thêm nước. Uống nước lá mơ lông làm 2 lần trên ngày, chia đều sáng tối. 3. Hầm dạ dày lợn với lá mơ lông. Dạ dày lợn hầm lá mơ lông được đánh giá là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và dễ ăn. Bạn cần chuẩn bị và chế biến món này theo công thức sau. Nguyên liệu: 500g dạ dày lợn, 1 năm lá mơ lông. Đem rửa sạch lá mơ lông và dạ dày lợn, ngâm nguyên liệu với nước muối loãng. Dạ dày lợn thái miếng vừa ăn và đem hầm nước, sau đó nêm nếm gia vị. Khi dạ dày lợn đã chín mềm, tiếp tục thêm lá mơ lông và hầm tiếp trong 15 đến 20 phút nữa. Chắt nước ra uống 2 lần trên ngày. Phần dạ dày và lá mơ lông cũng nên dùng trong bữa ăn để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. 4. Trứng rán lá mơ lông. Bên cạnh trứng rán lá ngải thơm ngon, thì trứng rán lá mơ cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhờ tính bổ dưỡng. Đây là món có tính kích thích vị giác cao và phù hợp cho mọi đối tượng. Bạn có thể chế biến để ăn sáng, trưa hay tối đều thích hợp. Món ăn này còn giúp phát huy tác dụng của lá mơ với dạ dày, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện các triệu chứng đau dạ dày, tá tràng. Sau đây là hướng dẫn các bước chế biến món trứng rán lá mơ lông. Chuẩn bị các nguyên liệu: 1 nắm lá mơ lông tươi, 1 đến 2 quả trứng gà, gia vị nêm, dầu ăn.
đem rửa sạch, ngâm nước muối loãng lá mơ lông và để cho ráo nước. Thái nhỏ lá mơ lông rồi đem bỏ vào bát lớn. Bạn có thể áp dụng một cách đó là vò cho lá mơ nát ra để chúng được mềm. Các tinh chất của lá mơ tiết ra sẽ giúp món ăn thêm đậm vị. Lưu ý, chỉ cần vò bằng tay chứ không cần cho lá mơ vào máy để xay nhuyễn. Đập trứng gà vào bát lá mơ, cho thêm gia vị vừa ăn rồi đánh đều tay hỗn hợp này lên. Cho dầu ăn vào chảo và đun lên cho dầu nóng, cho nhỏ lửa. Đổ hỗn hợp trứng lá mơ vào chảo dầu, dàn đều hỗn hợp thành một lớp kín bề mặt chảo. Chú ý giữ lửa và lật hai mặt cho chín đều. Bày món ăn ra đĩa và bắt đầu thưởng thức khi còn nóng. Những lưu ý khi chữa đau dạ dày bằng lá mơ lông. Khi sử dụng lá mơ lông để chữa đau dạ dày, có một số điều bạn cần lưu ý để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ. Việc sử dụng lá mơ lông cần được kết hợp với một chế độ ăn uống phù hợp và sinh hoạt điều độ để đạt hiệu quả tốt nhất. Bạn nên tránh ăn các thức ăn cay, nóng, nhiều dầu mỡ và hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê. Bổ sung vào chế độ ăn các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có thể giúp cải thiện các triệu chứng như ợ chua, ợ hơi, khó tiêu, đầy bụng và chán ăn. Nên ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa và tránh ăn quá no hoặc quá đói. Hãy giữ cho tinh thần luôn thoải mái, tránh căng thẳng, lo lắng vì stress có thể làm tình trạng đau dạ dày trầm trọng hơn. Thời gian điều trị và hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa. Lá mơ lông là một sản phẩm tự nhiên, vì vậy cần có thời gian để phát huy tác dụng trong việc điều trị các bệnh về dạ dày. Hiệu quả của quá trình điều trị có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Một số người có thể thấy cải thiện sau vài tuần, trong khi người khác có thể cần thời gian dài hơn. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên kiên trì sử dụng lá mơ lông theo đúng hướng dẫn và không nên bỏ dở giữa chừng. Theo dõi phản ứng của cơ thể. Dù lá mơ lông là nguyên liệu an toàn và lành tính, nhưng một số người có thể gặp phải phản ứng dị ứng do cơ địa mẫn cảm. Các dấu hiệu dị ứng có thể bao gồm phát ban, nổi mề đay, sưng lưỡi, sưng môi hoặc khó thở. Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào như vậy, bạn nên ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ. Bạn cũng nên bắt đầu với liều lượng nhỏ để kiểm tra xem cơ thể có phản ứng dị ứng hay không trước khi sử dụng liều lượng lớn hơn, thích hợp cho trường hợp đau dạ dày nhẹ. Lá mơ lông chỉ thích hợp được dùng trong những trường hợp đau dạ dày nhẹ. Nếu bạn bị đau dạ dày nặng hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng, bạn nên đi khám bác sĩ để được thăm khám và xác định mức độ nghiêm trọng của bệnh. Dựa vào kết quả khám, bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn phương pháp điều trị phù hợp nhất. Có thể bạn sẽ cần sử dụng thuốc hoặc các biện pháp điều trị khác ngoài lá mơ lông để đảm bảo hiệu quả và an toàn. Tóm lại, việc sử dụng lá mơ lông để chữa đau dạ dày có thể mang lại nhiều lợi ích nếu bạn sử dụng đúng cách và kết hợp với lối sống lành mạnh. Luôn lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần thiết để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình điều trị. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn và chữa bệnh, các bạn phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Cuối cùng nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé!